Trong video mô phỏng quản lý lái tàu hỏa Trans-Siberian Railway Simulator hôm nay, mình sẽ cùng với các bạn tiếp tục với là hành trình lái tàu hỏa cũng như là nhiệm vụ trong tựa game này nha các bạn. Cùng đi với hôm nay để xem quá trình làm nhiệm vụ của mình nha. Rồi bây giờ lên đường đi nối toa hàng đó các bạn. Và cái toa hàng của mình nó nằm ở cái ray kế bên, nhưng mà mình đang thấy trước mặt mình là mình có 3 cái điểm chuyển ray các bạn. 3 điểm luôn á. Tới không chuyện rồi, kỳ này tới không chuyện rồi. Để làm coi 3 điểm là mình qua rồi mình mới chuyển. Đúng rồi, tại vì mình phải qua rồi mình mới lùi lại các bạn. Có nghĩa là cái đầu máy nó qua hết, xong rồi bắt đầu mới lùi lại thì bật phát cho nó lùi vô tới cái này luôn. Đây, 1 toa, 2 toa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12 toa, tầm 12 toa. Anh ơi, máy mình bật máy sửa cho anh. Sao đâu, không sao, mình tỉnh. 12, 13 gì á, tại khúc này như 13 nè. Trừ 13 vậy là đủ 13 lá rồi. Đây, máy sưởi. Máy sưởi bên kia kiếm cái nút nào mà cái cần gạt nó bị tắt á, trời đất ơi. Đây. Chạy luôn rồi. Bên kia đúng rồi mà. Từ để lên coi cái này cái. Anh phải kiếm cái nút nào tắt chứ anh kiếm toàn mấy cái nút mở thì đâu ra cái máy sưởi. Chán kìa. Một cái chuyển ray, 2 3 cái chuyển ray tút ở trên kia lần các bạn. Tại vì cái ray của mình đang là ray này đi thẳng lên, chuyển hai ray xuống đây. Anh thắng lại xong mình nhảy bên kia chuyển ray xong mình đi tiếp. Đó gì? Tại sao anh không lên kia anh cho nó vô số lùi xong cái anh chạy theo anh chuyển ray luôn, hợp lý không? Hợp lý. Cái đó anh phải chạy bộ, còn này anh nhảy qua cái anh chạy theo là xong rồi chàng. Nhưng mà em đang vậy, em nhảy xuống gãy chân. Không thì thắng lại, bảo là thắng lại. Không. Cuộc đời anh không có thắng, chỉ có thua. Ủa. Biết sao giờ. Đây một điểm. Bên kia điểm. Không một bên lai. Hiểu không? Mình phải lùi vô cái ray này xong cái ray kia vừa lùi vô cái nữa. Là giờ hướng mình lên là lên đây nè. Hướng mình lên đó luôn. Ừ. Không đứng ở giữa thôi mình gạt xong mình lùi được không? Nhỉ, tại sao mình phải gạt ở trên vô thì mình có thể gạt ở đây? Mình nói là thắc mắc anh phải làm vậy chi vậy? mắc cái miệng gì, tại vì mình đi đây được rồi mà. Kiểu gì mình cũng đang đi cái đây này mà nó quẹo không? Nè nó quẹo nè, vậy đó còn rạc cái đâu còn gạt cái kia. Kìa mà đúng không? Cái là Rushwood đó là trường hợp anh đi thẳng lên thôi chứ. Anh nghĩ là vậy. Còn số đi trong đây thì đâu cần. Thì để cho nó lùi mất 2 thôi. Nhưng mà mình vẫn phải lên mình gạt cái để cho nó xong nhiệm vụ các bạn. Gạt cái này trước đi, tại vì cái đầu máy mình bây giờ nếu mà nó lùi á thì nó sẽ đang đi thẳng đúng không? Gạt cái nào. Đó, đi theo hướng đó. Ở lùi đó. Giờ lên đây gạt cái để cho nó xong nhiệm vụ, tại không thôi nó không có chịu. Chạy nhanh kịp không ta? Chắc kịp á. Kịp. Nó để mức 2 như nó trôi đâu đó 3-4 km trên giờ vậy. Hồi tí nữa nó mất tiêu. Thay vì đó. Tại hỏi cái ray mình cũng đi à, cũng đi ra à, cả cha đi. Nói chung là mặc định là gạt hướng nào thì chả đâm ra ngoài kia. Đúng rồi, kiểu gì mình cũng đi thẳng ra mà. Lên nấc nữa. Lùi hơi chậm. Vô. Nó không chạy bộ nhanh hơn liền, dăm ba cái đầu máy lọ. Thế nữa tàu bỏ. Bỏ chịu. Bỏ là tại vì anh dự tính không như ý muốn. Anh thấy anh chạy bộ mệt không? Có. À nãy anh dừng, anh thắng ở kia xong rồi anh gạt xong rồi giờ anh lùi liên tiếp được luôn rồi, khỏi cần chạy bộ. Ngồi trên tàu tận hưởng máy lạnh, hay lộn máy sưởi. Máy lạnh. Chơi đủ lạnh thì cũng hợp lý. Rồi. Ê. Khoan. Đúng rồi, không. Cái đó là đi thẳng. Cái này, cái đây này, đây. Tầm 7, cái này mới đúng nè, nè. Mặc định là em thấy không, nó cặp cái đây là đi thẳng nè. Là đi vô cái tòa. Bình dậy. Ủa khoan. Ủa cái tòa nằm bên kia mà. Ờ, tòa nằm bên kia hay mà. Vậy. Tại vì em nhìn đây nè, nhìn hiệu ứng nó tưởng như nó nằm bên cái ray này, nhưng mà nó nằm bên ray này. Tối rồi nè, cũng lẹ dữ. Ê hụt rồi. Dạ. Ê hụt cái gì vậy chị? Em biết anh lại không, em biết anh lại không? Đó, di tặc mà, chuyên đu tàu mà. 11 hả? Mình này không thấy được. Bớt
thật nha. Ủa vô chơi sẽ mắc thận. Giờ mình kéo tới cái ga Tassino là 15 cây nữa các bạn. Rồi lên đường các bạn ơi. Dạ, phía trước. Lên. Qua 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 qua. Ở đứng cửa đây đi. Ok, lên đường. Và mình dự đoán là dọc đường mình sẽ có dừng lại để mình khử bên kia. Ước gì game này coi được cái bản đồ và ước gì mình coi được cái quá trình hiện tại của mình đang là bao nhiêu phần trăm. Tại vì bữa mình nó online đó các bạn. Càng về sau thì game này nó đang hơi kiểu cái mô típ nó lặp lại quá, nó không có gì mới. Cái đầu tàu này nó cũng không có thực sự khó như mình nghĩ. Này bây giờ lên đường này có gì hot thì mình hú các bạn tiếp. Còn giờ lăn lăn 11. Mới phát hiện ra được là các con lăn có thể lăn được cái cục này các bạn, tiện hơn. Ví dụ như mình lăn này, ở được nè. Ờ à, con lăn lăn được hết luôn. Ờ à, đỡ phải cầm kéo. Lên. Lên. Đó lên từ từ được nè. Ok, lên được. Em vẫn chưa thấy cái thời tiết mưa hay gì trong đây. Ờ chưa thấy thời tiết mưa, chưa thấy thời tiết bão tuyết nha. Hồi mưa, xưa mù hồi xưa nó có quảng cáo là có bão tuyết được cái thứ để dùng cái gạt mưa này mà bây giờ không có luôn các bạn. Từ đầu bây giờ đi 5-6 cái trạm rồi, 5-6 ga xe lửa rồi, không có một cái thời tiết nào mà nó cực đoan chứ. Hôm sau tới lúc end game đừng cho anh có cho anh cái bão tuyết là sao. Ờ kiểu như cái này nó nếu mà nó cuốn cuốn nó muốn hay hơn á là các bạn phải có những cái sự cố về cái đầu máy của mình, về cái toa hàng, về tàu lửa mình xuống mình sửa đồ á, chứ như này nó nhàn quá, chơi dễ buồn ngủ lắm các bạn. Cứ đi thôi, xong xuống bắn nhiệm vụ xong cứ đi tiếp thôi. Rồi lên tiếp, đèn xanh mà 60. 15 minutes later. À, mình gần tới điểm gạt cái cần là mình gạt trước hay gạt sau ta? Hình như gạt trước để quẹo vô chứ hả? Tốc độ mình đang là 51, quê. Nãy mình mới thay cái cục giải nhiệt có biết sao các bạn, cái cục đen đen á nó xì cục rồi. Dạ kìa con gì ta? Kịp, nhìn là thấy kịp rồi. Có tụ từ từ vậy em? Ờ, lát map, lát map. Có tụ từ từ mà, kịp, kiểu gì cũng kịp hết trơn á. Như này là kịp rồi, lúc nãy là không kịp. Em nghĩ anh để sơ mình rất. Ê, kịp. Mọi người để tôi, mọi người, coi nè. Cộng, để thắng đi, nè. Sao lại nhả thắng vậy? Đâu đang để thắng mà. Nhả rồi. Đâu, đang sơ mình rất kinh mà. Để 2-3 giờ đi chứ. Ê kìa. Anh làm giỏi. Đây. Bắn dính cái cột rồi đó. Chạy hết. Ơi, cắm đầu một con luôn. Chạy mất tiêu. Ê, con này nó né kìa. Né được kìa. Đu. Né đỉnh vậy. Né còn hơn né chiêu rồi. Trong liên minh nữa. Chạy mất tiêu rồi. Sao có liên minh đây nữa. Mày nhả banh nè. Kéo lên. Rồi. Dạt đi. Đắng hơi quá. Thì đi thì anh giả bộ xuống. Em nghĩ anh thắng hồi nãy từ từ là kịp rồi. Anh thắng dồn dữ. Thông cảm này tại vì anh thấy từ xa anh thấy nó tới còn mấy trăm mét anh quẩn loạn. Ngày không có ngày để mức 4 chắc không được, chắc không sao đâu. Ê cái gì hình như cái nó mới hút anh cái. Ủa anh nhớ hồi xưa cái đầu máy nó đâu có làm gì mình đâu, sao giờ nó làm mình ta? Thì anh đi sát lúc nó đang chạy vậy, nó không hồi xưa rồi. Anh nhớ anh đứng thử luôn nó không làm gì hết trơn á. Cái đó đứng trước mình còn này không, cái này đang đi nhanh mà đợt này trước thử rồi thử chậm rì. Phía trước nhìn nó cũng mây mờ nhưng mà nó cũng không có bão tuyết, không có gì hết trơn. Và nãy giờ mình chạy đâu đó khoảng mười mấy cây á các bạn, không có một cái chuyện gì xảy ra, không có một cái sự kiện gì xảy ra luôn, rất là chán và rất là buồn ngủ luôn. Tụi mình ngồi tụi mình nói chuyện phím nhau luôn. Gạt cái cờ là chiều con luôn phải ngồi múc băng nữa nè. Đó, đó múc lù đó, đó các bạn nghe cái tiếng không, các bạn lắng nghe cái tiếng con luôn múc bàn. Bà ăn ít mà, bà ăn mì trứng nè, đùi gà nè, đùi gà nè, ăn mì gấu đỏ thôi các bạn, nhà nghèo ăn mì gấu đỏ thôi, mì gấu đỏ nhưng mà có đùi gà. Cái này phải kia, nói, cái này phải nói nè, giờ này 1 giờ sáng rồi hả, cái dĩa mì, cái tô mì mà không thấy mì đâu hết trơn. Tóc bình không đúng không? Ừ. Ờ, người ta giàu, người ta nghèo có điều kiện, nghèo nhất trong khu giàu, nó nói vậy. Nhà nghèo nhất trong khu toàn nhà giàu, toàn biệt thự không à. Vậy nè, bạn đi xe khách, bạn đi máy bay, hú tôi tí nha. Cho tôi làm tiếp. Rồi, kéo cửa vô. Lạnh. Rồi đi. Thời này không có cửa điện. Cửa thái. Thời này đòi cửa điện đâu ra em. Cửa cơ là hên lắm rồi á.
Của cơ hơi lắm rồi, bình thường có cửa luôn hả? Bây giờ mình tới cái ga Oyas. Rồi mình ngắt xong rồi thì mình có làm gì tiếp nữa không? Làm mình làm mãi gì không chứ? Nó hay không có gì làm nữa nha. Anh chiếu đi hơi nhẹ. Tụi game này đoạn mệnh sớm thôi. Dân, dân. Rồi xuống gà cây được rồi. Nhưng mà nó vẫn sống thọ hơn một số game khác anh. Ơi, vừa đẹp luôn, vừa đẹp luôn. Wow, quá đỉnh. Dân chuyên nghiệp, mấy em thấy chưa? Nè, dân chuyên nghiệp. Lâu lâu hơn được cái ba ơi. Thôi, ta xịn. Rồi, tới casino xong rồi đó. Giờ vô thẳng casino luôn. Rồi, có gì hú nhiệm vụ tiếp ơi. Sổ, sổ anh ơi. Bây giờ mình tới Oyas, cái trạm Oyas để chở tới Kuvubu. Rồi, đi lên để lấy hàng thôi. Xả, xả. Ok. Much, much, much later. Mình gần tới cái điểm để lấy hàng rồi. Và đây là cái toa hàng mình cần phải lấy. Các bạn cũng dài, cũng nặng không? Chở than hay gì á. Nhưng mà mình đang có một cái vấn đề. Nếu mà các bạn nhìn cái đồng hồ áp suất để thắng của mình á, thì nó về không. Và cái lý do nó về không á là cái bình phía sau mình nó bị xì rồi. Mà mình không có bình để thay, mình sạch rồi. Mình chỉ còn mỗi cái này thôi. Cái hai cái này là cái cũ nè. Bình khí nén giải nhiệt cho cái bình khí nén á. Còn này là mấy cái nhỏ nhỏ, cái này là mấy cái dạng như chốt an toàn á. Thì bây giờ mình không có thắng được nha các bạn, cho nên là mình phải trôi từ từ, mình lấy trớn xong mình cho nó trôi. Mình nghĩ là mình vẫn còn dùng được cái này nè. Đi lên xong rồi mới lùi lại. Em nghĩ anh nên lùi tới cái hang ga kia luôn, rồi anh thay đồ. Đây cho các bạn xem nè, lúc đầu là nó bị đây, nhưng mà mình dùng cái này mình thay, mình bỏ cái này rồi, bây giờ nó đang như này. Là nó mất áp suất rồi, nó không có giữ được áp suất, cho nên là nó đang bị như này. Chịu. Con nghĩ không xài được kia đâu anh. Này thắng mà gấp sức, không gấp sức thì chịu. Anh nghĩ thắng vẫn được á chứ. Đâu anh gãi mà thử cái em biết liền. Từ đây tới cái hang ga là không đang có trớn kể đi. Từ đây tới hang ga là 400m. Ủa mà hồi mình lên mình phải lùi lại nữa mà đúng không? Phải. Mà tại sao cái dấu chỉ là trên trời vậy? Không biết nữa. Bước lên trời. Và mình cũng đang gần ở cái dealer bán rượu các bạn. Nó nằm trong thành phố luôn kìa, gần quán bar luôn kìa, gần mafia shop. À từ lúc tôi ghé sang tôi bán súng. Mình nghĩ là mình nên kéo ga lên. Mình nghĩ là mình nên kéo ga lên để mình lên đó mình thay đồ. Xong mình qua kia mình xử hết rồi mình lùi là mình kéo hàng mình đi thôi. Tại vì cái chuyển cái ray này là để lùi chứ không phải là chuyển ray đi thẳng cho nên cũng không sao. Nó lùi vô cái hang ga luôn đó. Không, anh nghĩ nó đi thẳng á. Không anh, em nghĩ nó lùi vô cái hang ga. Anh ê ẩu. Ê ảo. Ê xong rồi anh bạn ơi, ảo anh bạn ơi. Không kịp. Dính biệt cù. Dính biệt. Chào anh. Con cúm. Chịu. Ủa những cái con mới vừa đi ngang qua mình là cái con nãy các bạn. Vậy là nó đi rồi. Mình không cần thắng nữa. Không biết nữa. Lúc nãy quân sư què mới vừa gợi ý cho mình một cái này. Đó chính là mình dùng cái handbrake để mình thắng lại. Nhưng mà nó chỉ thắng ở trong cái mức độ gọi là đi chậm. Mình nghĩ là dưới 5 hoặc 10 thôi. Chứ nếu mà đang đi như này không nổi đâu, thắng không nổi đâu. Thì mà giờ kéo ga đi thẳng vô hang ga luôn. Mong là không dính cái con kia nữa. Anh dính con kia nó lôi xuống cái anh đe dọa nó liền. Ừ, không có, nó đi rồi, nó đi rồi. Nó đi rồi, hên quá lúc nãy mình lát đó mình lo mò nó đi nhanh hơn mình các bạn. Quái, không hiểu sao hai thằng gặp mặt nhau. Này mình đây, quậy vô đây, vô hang ga, sửa đồ, hợp lý. Tao em nghĩ bắt đầu thắng được rồi đó, và sau đó 300m đúng không? Nhả ra đi anh, tầm 300m thắng thử coi, nếu nó nhanh quá thì nhả ra. Anh, cũng tại vì cái handbrake nó thắng rất là từ từ. Hồi đợt á mình để 100% mình kéo nó vẫn đi bình thường luôn các bạn, nó chỉ hơi nặng một xíu thôi, có nghĩa là nó chỉ dùng để cố định cái đầu máy nó không bị trôi thôi chứ nó không dùng để thắng. Nhưng bây giờ các bạn nhìn nè. Như này đúng không? Full nè. Không tác dụng. Không tác dụng. Nó còn lớn như nổi đâu. Rồi cái này. Emergency braking luôn.
không tác dụng. Nhanh hơn tí đúng không? À, không cũng vậy. Cũng vậy. Nói chung là nó không có tác dụng thì nó không còn hơi để nó thắng được nữa rồi. Gài đi anh, 250 chắc gài được, anh gài thử coi nó có nhanh không. Nếu nó tụt xuống cái đường nhanh quá thì gài ra. Cái đường này ê, cái đường này mình đi thẳng. Ờ, nó không có gài vô cái đây quẹo à. Ờ, thôi cũng được đi. Cũng gần. Thôi thắng đi anh, thắng về bộ. Quá dữ vậy ông nội. Đó, nó cũng có lẹ giảm nè các bạn, nó có giảm nè, nhưng giảm từ từ. Không sao, dù sao lết được tới đây cũng khỏe rồi, chứ mà đang kéo hàng theo mà như này nữa thì thôi á. Để lần này mình phải mua nhiều đặc sản, mình đi bán súng, mafia bán súng bớt, súng nhiều. Thôi luôn chứ nó đâu có dừng đâu. Rồi, nhảy xuống đi anh. 10 cây nhảy được. 10 chưa nhảy được, 8 mới nhảy được. Em hay nhảy quá, em hay rủ quá. 8 mới nhảy được. Ừ. 8 mới nhảy được. Rồi được đó. Chúng em biết tại sao không biết không? Tại không chết hoài đâu biết. Đúng rồi. 10 nhảy xuống nó vẫn bị lọi chân, vẫn bị ngẫm à. Mình có nên mua đồ miễn phí không? Thấy ngoài đây hơi nhiều. Thật ra ba anh ngoài đây thì xử cái một mà trời ơi. Anh ơi, cái chỗ này là cái ga lớn đó. Ờ quên quên. Thôi. Mình giao mà nói dữ vô trời ơi. Ê, bán cho mấy cái cục này coi. Rồi, cảm ơn, bán mấy cục. Ê, mua lộn cục đó rồi. Mua đồ mấy cái này ơi. Đồ tốc độ anh còn. Đồng hồ tốc độ anh còn. Còn cái nịch. Đây đây, còn cái. Còn cái. Ở đó. Ừ. Vậy đi. Mấy cái cục này nó không có hư nhiều bằng cái cục kia các bạn, cái cục này mới hư nhiều nè. Không phải. Sao nó bán ít quá ta? Ờ, một trạm nó bán nhiêu đó à. Ủa hết hết hàng rồi hả? Phải ghé nhiều trạm mua rồi. Ở trạm này ít quá à. Không, trạm kia đợt bán quá trời đúng không? Thấy tùy trạm nó cũng không nhiều lắm đó, mà nó bán mấy cái hộp này nhiều ghê luôn á. Đã có bán không? Tại cái đó nhiều mà anh. Hai. Ờ, mua bóng đèn đi. Cái bóng đèn này mình thấy bên nhà phát hành game người ta mới bảo là cập nhật giảm bớt cái độ hư hao của nó. Hôm bữa nó hư nhanh lắm, tụi kia nó chửi quá trời luôn các bạn. Kiểu nó mới thì thay mà thay cực lắm nha. Cái bóng đèn có chút xíu mà thay đúng cực luôn, cho nên tụi nó chửi. Nó kêu bà mới vừa thay xong hư nữa. Chửi cho nên bên kia người ta sửa lại bớt, giảm cái tỷ lệ hư của nó xuống. Rồi, à, cái đầu máy đó. Bây giờ mình qua kia mình ghé mafia shop. Mình đi làm nhiệm vụ bán hết. Ê, đồ. Cái đầu máy màu kia đẹp vậy. Cái đầu mình nhìn nó cũ cũ, cái đầu nó nhìn hiện đại. Cái vậy? Đầu này, đầu này nhìn nó hiện đại nè. Nó xịn hơn nhiều, đầu này cho khách mà. Mà không lên được. Nè, cửa lên khách nè, này cửa lái nè. Ơi, bảy điều khiển không mà. Đu. Ủa, ta sang hơn của bạn nhiều các bạn. Sang tự nhiên nhìn mình lại thấy mình lỏ vô ta. Dạ. Bắn ở đây luôn hả? Ác vậy. Ủa, là xử luôn hả? Ừ, xử luôn á. Xử luôn thì phải cầm hai cây, một cây bắn xa. Chứ cây AK cấp 8 nó mà bắn. Tại sao mình bắn xong mình lại được cộng tiền vậy? Không biết nữa. AK cấp 8 này bắn á, là bắn táp nghe. Thôi, chứ mà bắn mà sấy á thì... Ôi thôi. Trên trời bắn căng. Thôi phá hủy cái bottle đi anh. Mình kệ bà tao đó. Ơi, mình phá, mình lấy. Phá hả? Phá chứ, nó kêu phá mà. Sao để... Đó, xong rồi. Anh này ngẫm luôn rồi đúng không? Tại anh này anh đứng, anh thấy mình bắn lộn cái ảnh múc mình luôn á. Đấy, xong, anh này có súng không? Có. Rồi giờ đi qua cái mafia shop để bán đồ, bán súng. Ờ, nó kêu mình phá đồ, nó kêu. Ờ, nó kêu mình là đi qua cái nhà kho. Đi qua cái nhà kho để phá. Ủa nhà phá kho nó đâu? Cái barrel. Nó đằng sau cái trạm tiếp theo anh. Đằng sau cái trạm tiếp theo mình tới. Ui. Đồng. Á gì? Thôi có chuyện toilet nha. Có nghe tiếng này, nghe tiếng chân này, nghe tiếng chân này. Cái phòng đó vậy. Ủa. Sao cái toilet làm khó chịu vậy? Cái tiếng chân trong này á. Ở ngoài hả? Bên kia. Tiếng chân mình đó ta. Rồi cái mafia shop này mình bị động cho nên là... À, đây. Anh nhắm đâu anh? Anh ơi, anh nhắm đâu vậy? Chịu. Rồi mấy ảnh đã tới nước này thì... Thôi mấy súng này lấy lỡ lắm các bạn, chắc mình bỏ súng bớt quá, thiệt á.
bán có được nhiêu tiền bỏ bỏ à, từ từ hình như bỏ được ông ta em nhớ đâu bỏ được đâu đây ấy remove kìa ừ dục dục đẹp dục you can drop item here ở à, dục đây được rồi ok để mình dục bớt cái nè. A few minutes later. Sau khi mà mình thử cái đám kia xong mình đi mua đồ về mình gắn thì mình bị bắn thêm mấy phát nữa các bạn. Và lý do là tại vì mình vô đây mình bắn nhưng tất cả mọi người ở đây đều bắn mình nha. Thì mình đã xử sơ sơ, nói chung mấy người này thì không có liên quan nhưng mình cũng không có xử đâu. Trên này thì sạch sẽ chưa rồi. Mình cũng làm biến mua đồ để mình thay lắm nha. Hiện tại cái đầu máy mình nó chạy được là chạy được. Rồi chuẩn bị cắt ga. Đổ dầu vô là chạy thôi. Đúng rồi, xong rồi mức 1. Ủa? Xì nữa rồi. Đây xì nữa. Có xì, có một cái gì đó nó xì nữa rồi. Nè, biết ngay. Thấy nó bị tụt hơi là biết rồi. Sao hàng không dễ hư vậy gì? Chịu. Như vô á, vô hàng rồi đó. Đúng rồi, vô hàng rồi. Ok. Ok, ngon lành. Bảo sao tự nhiên mình thấy mình thắng không được mất hơi. Nó đang bơm hơi lên lại nè. Dừng. Khoan để mình dừng luôn cái đã. Mình dừng luôn mình bắt ốc cái tới nãy mình thay mấy cái bóng đèn nè mà mình chưa. Rồi. Mình không tìm được chỗ bán đồ, bán súng các bạn cho nên là mình sẽ bỏ luôn. Mình biết cách bỏ rồi. Dục. Nói gì đi. Đỡ chập cái kho mình. Bye đi đây. Ok. Rồi. Sạc rồi đúng không? Ngon lành. Hết hồn tự nhiên cái thấy tụt hết hơi luôn rồi. Thấy như đồ cũng hư hơi nhiều rồi nha. Để mình xem thử là cái này mới thay nè. Cái này 81. Cục này 23. 44. 52. Ở cái đầu sau của mình thì là 95, 18 sắp hư, 28, 52, đoạn là cục này nè, chú ý cục này, 18 này vẫn xài được các bạn, giờ là mình phải xài như nào nó hư mình mới thay, chứ không có thay sớm. Không biết đi ngang không này còn ai bắn mình nữa không, tại nãy mình bắn cũng khá rồi á, cũng hết sạch rồi á. Ở bên cái chỗ bán đồ của mình á, cái chỗ hangar là có 3 người, bên scrapyard là có 3 người, bên quán bar là có 3 người luôn với lại 1-2 người bảo vệ gì lúc nãy lụm á này lên đường thôi không còn gì nữa rồi. Từ đây tới cái trạm ga Kuvobo là 6 cây cũng gần. Let's go. Lý do mình phải đi lùi là tại vì mình bị hút cái này các bạn, hút vô cái chỗ mà ngắt toa hàng chán ghê, tôi canh dữ lắm mà tại đang dạ chuyện với lại mấy người này. Chơi game chưa bao giờ chưa nó vậy. Đơn giản là nó nhàn quá các bạn. Cái game mình nó nhàn nhờ. Dọc đường tụi mình nói chuyện phím lùm lum với nhau trơn á, cho nên là hút luôn. Bây giờ lên ga được chưa? Ga đi bộ. Đang từ từ. Ok. Vô đây trả hàng rồi đi 600m nữa mới tới cái ga Kuvobo. Và mình thấy có nhiệm vụ đi tới ga Chebula. Trời ơi, khi nào mới xong? Quá mệt mỏi. Và cái lần chuyển hàng này cũng y như lần hồi nãy, nó không có một cái sự kiện gì diễn ra hết trơn các bạn. Trừ có một cái lúc nãy mình bị giật điện là tại vì mình nhớ mình hạ rồi, không biết sao nó bị giật, mình lách lại thôi. Mình cũng là biết sửa đồ, mà game này sửa đồ mệt quá. Thật thì thật á, nhưng mà nó sửa đồ cực. Bậy vô, đúng rồi, bậy vô. Rồi, xin nhanh, bậy vô. Rồi. Còn cụ thể nói chuyện phím gì, nói chuyện phím lùm la hết trơn. Cho nên là khúc đó mình cũng không quay các bạn. Giờ mình chỉ quay mấy khúc này thôi. Để mình xem coi khi nào thì end cái game này được. Chứ không, nó chán quá rồi. Không, end bây giờ. Bây giờ nó rớt ngang á chứ, thiệt cái chứ. Rớt ngang thì mình có lỗi. Không, người coi mấy chiêu chứ, chơi nó chán lắm. Xì. Có một cái cục 18% nãy á, biết ngay mà. Tại vì nghe nó xì là biết rồi, nghe cái tiếng nó bị xì nó mất hơi là biết rồi. Bỏ vô đây. Kiểu này chắc mày nhập lô quá gì. Ừ. Rồi, gắn vô. Ngon lành. Đó, có hơi lại liền. Sao tôi biết trước rồi. Nè, có hơi lại liền. Lên hơi miếng đi.
6 kg nha các bạn. 6 kg hơi. Hàng gì? Bơm hàng lên ở ngoài á. 7-8 kg xong rồi xả xuống là 6 kg. Cái vé xe lửa nó mắc hơn bằng mắt bằng vé máy bay hơn hoài tại vì nó hư nhiều quá. Tại vì không mà thời không. Thời này thôi chứ thời bây giờ làm gì còn mấy cái lưới điện này. Hư quá chịu nổi. Rồi, xả trớn đi. Nhẹn miếng nè. Cái đầu mình vừa lú qua cái là mình ngắt dây rồi, vừa rồi. Hơi nhanh nè. Cái đèn nó mới sáng hả? Tôi nhớ tôi có bật nó sáng không ta, hay là khu này nó sáng vậy chứ tôi đâu có bật đâu, tôi chỉ bật cái đêm mà. Đâu bật cái bright đâu, bright nó còn sáng nữa. Để coi vô đây mình phá một cái khu theo như cái ông kêu nó là nằm trên cái nhà ga một xíu. Cái đầu lú qua đây một xíu rồi. À, thời tiết nó đổi. Thời tiết nó đổi cho nên nó đổi cái kia. Đổi. Không, giờ phanh lẹ ghê ha. Mới mà, mới gắn mà đầy hơi rồi. Nè, đang giảm nè. Rồi, xuống ngắt. Đẹp không, đẹp không, đẹp không, đẹp không. Trời ơi. Miếng nó hơi quá, không sao. Về cũng được rồi. Thiệt, tiền giờ nó không có nghĩa lý gì hết trơn. Giờ mình cũng không cần mua đồ, vô shop mua đồ nữa. Giờ bạn đi bạn như buffet vậy đó. Ừ. Vô tốn mấy viên đạn nữa hết. Rồi tiếp tục vô đây nói đi chuyện hàng đó. Nó bị nhàm rồi các bạn, cái game này nó bị nhàm rồi. Tới đây nó không có cái gì mới. Cứ đi tới một trạm xong rồi bắn nhau. Mà trong khi thực sự nha, là nó bị thiếu những cái cảnh. Các bạn hiểu là bây giờ mình bắn ở cái trạm kia đi, mình bắn e-cell thì phải có một cái người báo cáo là mình đang bị truy đuổi, mình tới đây mình được bắn thì nó mới hấp dẫn. Kiểu này nó cứ kiểu ở cái trạm nó bắn cái cha nó, xong tới đây không ai biết gì hết trơn, mình rút súng ra cái mình bắn thì người ta bắn mình thôi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó cứ cái mô típ từ đầu tới giờ luôn, cứ ghé vô trạm này móc hàng đi dọc đường, có nhiệm vụ xuống làm xong lên để thả hàng ở đây, rồi cứ vậy làm hoài luôn các bạn. Mà cái mấy cái nhiệm vụ nó cũng không có liên kết gì với nhau. Nó bị rời rạc quá. Cái game này nói chung là về các thứ thì nó hay, nhưng mà về cốt truyện và về cái kiểu game á nó bị chán. Đi như mấy game mình xưa mình chơi. Mình như một thằng lính thôi. Kiểu cho anh em, kiểu mình làm mà không ai quan tâm mình luôn em. Mình không bị truy nã, mình không bị cái gì, mình không bị điều tra, mình không bị cái đuôi gì hết trơn á. Mình cũng không có danh tiếng gì luôn. Kiểu là Hitman người ta còn có danh tiếng. Đúng rồi, Hitman còn nghe anh nó 47. Ờ sợ, con này nó lần nào vậy? Không biết, kể cha nó. Quen quan tâm lấy, mình. Lấy tàu mà. Mình ngắt cái ta đó rồi bây giờ mình phải đi lên trên rồi mới tiếp nhiệm vụ. Nó cứ vậy hoài, nó chán vãi chưởng. Rồi đi tiếp rồi. Chà, cái căn cứ bự dữ ta. Căn cứ bự dữ ta ơi. Cũng bị nhảy. Bung vô. Bự quá trời luôn, để mình thăm dò trước coi. Cây không má ơi. Nè nè con thằng nè. Ở đâu cái bức hình? Bức hình vô. Nhảy. Không có ai. Tiếp. Mình sẽ cầm một cây lục với cây AK xịt cấp 8 nha các bạn. Trên nóc này, trên nóc liền. Ê ê. Ủa. Ê đâu hả? Đâu vậy? Ở trong nhà. Ê con ngáo. Mày hả ngáo? Mày hả ngáo? Không có đạn thôi. Từ từ ngáo. Ấy rồi. Chéo cắn chết rồi. Mày ngáo. Ơ có bước dây động gần không? Có. Bước nguyên cái rừng với bước dây gì nữa. Động lại cái đáy luôn. Kiểu tôi tưởng là tôi nó bắn tôi hay cái gì, ai về đâu nguyên con sói nó lại nó cạp tôi. Cái này là cũng rừng luôn rồi. Xu thiệt chứ. Bên đây ăn cái này cho nó hồi miệng hay gì má. Ăn cho nó tỉnh táo bạn. Bánh mì không đâu. Kiểu lỡ mà mình có gặp tụi nó mà mình không có súng thì mình thà cái hơi một cái. Nó nghe mùi tỏi, nó sợ. Ông chơi anh bắt đối tượng chứ nó phải bắt Dracula rồi anh. Ông chơi vũ khí hóa học á. Dracula. Hello. Ê đâu vậy? Ông nhảy cái chọt chứ gì? Đâu vậy? Con chó không? Thủ bắn tỉ nào mà như anh không nhỉ? Có em. Thế giờ dòm sao ra được thằng đó trời. Địch không động là ta không địch. Địch bất động là ta bất địch. Ngay hướng nó đâu đây nè. Đâu đây nè. Đúng cái hướng nó thấy mình nó bắn mình các bạn. Tại vì cái target trong này á là. Không thấy nó. Không thấy nó đâu.
Cái target trong này, cái này là tụi nó phải cả PUBG nữa. Thấy mình bên trái căn nhà thử. Mình không, bên trái này đâu có ai đâu em. Nó phải thấy mình nó mới bắn mình. À đây 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 đây, mày. À, mày. Sao nó thấy được mình thấy vậy ta? Vậy đâu thấy, bởi giờ đứng đây nó mới thấy nè. Đi vô có bắn chết luôn không trời. Không còn cái lục ra đi chứ không cộng này cho luôn à. Rồi. Một hàng. Hello. FBI open rồi đó. Cộc. Phát dữ vậy. Anh đứng im, anh giật mình vậy. Sao phát là làm. Anh kiểu là mày vô đây, mày vô tao là tao bắn mày lên. Mày vô là tao bắn mày lên. Ừ, tụi này á, nó không có kiểu nó chạy ra đây các bạn, nó đứng tại chỗ mà. Nó theo khu các bạn, giống như đợt mình vô. Bắn nó ra nổ hả? Ừ. Cộc. Mày mở cửa nè. Mày đứng chừng ta. À, mình anh đang 50% cái thanh bệnh với lại cái thanh hangover mình đang hơi cao. Hello. Ui, má mày đứng rồi. Đâu ra đây? Mày giờ mà hổn gì? Địch không sợ, không đáng sợ mặt mày vậy chứ. Mấy người. Yêu. Giờ này còn toilet làm gì? Giờ này còn xài cái toilet đó. Từ nha. Mình đứng đây mình tắt công tắc đi, mình ăn bớt đồ ăn cái đã, mình uống bớt sữa, đã quất chai vodka, chai bia mới được. Thành đó mà đầy là mình ngẫm. Tụi nó không có chạy tới mình, nó kiếm mình á. Kiếm mình là ngon rồi. Cái núp đó, xong mà có biết được nó hướng nào đâu mà lần. Quất chai vodka cho nó ấm người. Hình như uống vodka nó đâu có lên cái cồn đâu. Đúng rồi. Ngon. À uống vodka xả cái độ tâm lý á. Tâm lý kiểu như đang bị lo lắng căng thẳng. Đó, giảm bớt rồi đó. Rồi chiến. Dù như bắn cái bình luôn thì nó bị gì không ta? Đi bắn thử xem. Ok. Bắn thì nó chỉ bực thôi. Này thay vì mình bắn tụi nó mình phải bắn cái bụng này đó. Thay vì phải nhắm tụi này. Ê cái này lấy được không vậy? Không. Thấy gì bắn. Ồ. Hello. Nhà có chó. Gọi cho mày viên đạn động giờ. Mình phải clear hết cái tầng 1 này. Mình mới lên được tầng 2. Đây clear đúng không? Nè đây còn thằng nè. Không tự nập đạn giùm nữa. Đó các bạn, cái thùng đó là cố tình để như vậy để mình bắn vô là nó bật ngửa liền, sợ liền. Mấy cái game kêu á ha. Game gì? Giờ lên lầu, giờ lên lầu. Có xuống lầu nữa nè. Nó đặt cái thùng sẵn. Bắn nhanh, bắn dữ không nổi, từng ghi khối. Đây chắc bà bắn tên này quá. Tao cho mày nè. Gì? Ông cho mày nè. Ủa giờ nãy kia nó bắn xa tới vậy luôn hả? Từ đây nó bắn tới mình luôn hả? Ghê gì? Từ nhà để tôi đi ra phía sau, tôi cự ly phía sau cái đã. Hai thằng nhỉ. Cái nào tôi lại gần, tôi lại bắn cái thùng nó xong tôi quẳng luôn trời. Đó đó. Mở cửa ra coi. Cái này cổng sao mở được. Ừ. Bên này có con thằng nè. Không có. Không đoán sai. Tự mình dở mình rồi. Nó cái ca treo kìa bạn. Em không nhận ca cái đâu rồi. Rồi. Thay súng. Tại vì súng kia hết đạn rồi các bạn. Bây giờ mình cầm cây Kalashnikov ra. Bắn đi, mày bắn đi. 1907 Kalashnikov. Không. Cái phòng này nhỏ nào vô trọng chắc chết luôn các bạn. Hẹo lẹ lắm. Ồ, phòng gì đâu mà trống trơn vậy? Lâu mình cứ nghe cái tiếng chân như mình bị ảo giác vậy á. Chắc trên lầu. Rồi, cứ đi sạch khu này. Lên lầu, lên tầng
Nãy là này là tầng 1, đây là tầng 2. Tầng hầm. Tầng 3 hả? Này tầng hầm. Ủa, hả? Cái đường lên rồi. Cộng. Ờ, này tầng hầm chứ, này tầng 1. Đúng rồi. Đây sẽ là tầng 2. Ô. Wow. Giật mình anh trai. Ghê. Đúng rồi. Xa thú quăng nhiệt dê. Đúng là cà. Chọn viên một ngủm liền. Láo nhau. Đây clear. Này không mở được. Đây clear. Có. Dạ đi anh. Ồ xong rồi nè. Xong rồi. Ủa là mình đã destroy cái barrel mà câu hôn đâu, nhưng mà thôi kệ đi, xong rồi thôi. Đó, bây giờ nó mới có cái nè. Đi lên nó chắc hết rồi quá. À, may quá. Nó cho có 3 tầng thôi. Cái nhiệm vụ nó không có liên kết mà nó không có chặt chẽ, các bạn, nó cứ xà lơi vậy. Nó như vậy. À có một cái ông tên là Nikolai, ông đang giữ cái đám hưu hả? Giờ mình giết ông đó để thả cái đám đó ra. Sao nghe nhân quyền vậy? Thú quyền. Ủa thú quyền. Thú quyền. Thú quyền, ok. Từ đây tới cái ga Chebula còn 7 cây nữa, rồi lên đường thôi. Đại là skip tiếp thôi các bạn chứ. Chán, không có gì làm hết trơn. Ok, để tụi mình nói chuyện phím tiếp. Ví dụ nó đứng như này mà mình lỡ mình múc nó thì mình bị hư gì không? Không, không múc, múc, không múc trúng, không múc trúng. Nó vẫn còn ấy vậy mà không trúng kìa. Tưởng đâu nó đứng ngay đường chứ. Giảm tốc độ, giảm tốc độ. Bạn cũng ngoét lắm á bạn. Gì? Gì? Bạn định tông con nhỏ á. Có đâu, đường xe chạy. Nó đi ra, nó thấy nó không né là nó lỗi nó chứ không phải tôi. Rồi còn cách cái ga 4 cây nữa mà nãy giờ không có cái bẹo gì hết trơn á. Nó cứ mình... vậy không đó mọi người. Có không cái đường thẳng mình, vậy thôi á. Kéo 60 trong cái khu 40. Nó nổ. Nó bay luôn, nó bay luôn. Nổ quá. Em thấy nó lắc lắc rồi đó nha. Thì đang khu này khu nguy hiểm nè, khu nguy hiểm nó mới giảm xuống 40 á. Nó là cái khu nguy hiểm này mình biết rồi, các bạn giờ chơi mới biết là cái khu này cái ray nó không ổn định. Các bạn thấy không nè. Đó, vô trong khu này nó sẽ bị trao qua. Nó trao qua, nó trao lại dưới 40 nó không sao, mà trên 40 thì nó lật ray nó nổ giống như này. Ok, để tôi tới trạm đi. Sắp tới cái chỗ để chuyển ray rồi và mình cần phải đi qua mình mới lùi vô được. Với có cái hay nữa là cái này nó hư rồi các bạn. Nó hư là do nó hoạt động nhiều nó hư nha, chứ không phải là do bị điện nó đánh hư đâu. Mà tào lao chứ cái đồng hồ tốc độ này xài tự nhiên nó hư. Cái này nó hao mòn hư là không đúng nè, tại vì cái này nó rất là lâu để nó hư. Nó chỉ nhận để nó hiển thị tốc độ lên cho mình thôi, mà nó cũng hư nữa. Rồi, giờ gắn ốc vô. Ủa, sao nó không lên ta? Ủa? Ok. Gắn ốc hết nó mới lên. Đang nhiêu vậy? 15 đúng không? Con số 9. Cái này thắng nó ăn ghê luôn á. Nãy nó lợn. Rồi, cho nó trò tròn xíu đi. Ăn cái này đi. Này giờ mình thấy nó ăn nó hết tác dụng nhiều các bạn. Nó cũng có mà không nhiều. Rồi vô số lùi. Kéo lên tầm khoảng mức 3 mức 4 đi. Rồi đi chuyển đây thôi. Và lúc nãy mình mới vừa nghiên cứu thì phục dàn phục cái đầu máy nó hư gần hết rồi nha các bạn. Ok, để nó lùi đi, mình cho các bạn xem cái dàn phục là nó đây nè, nó nè, mấy cái này nè hư hết trơn rồi. Mình phải thay nữa. Tốn tiền thì không tốn đâu, tại vì mình do mình hình như là nó kêu giết Nikolai hình như ở đâu, hình như Nikolai nằm giữa đường á, không có ở khu này. Mình còn cách cũng hơi xa. Đây đây các bạn, này nó ok đúng không? Bên này đỏ là 0% rồi nè. Ở dưới này thì cũng ok, và cái đầu phía sau mình nó hư 2 cây này. Tổng cộng mình đang bị hư 3 cây. Còn lại mọi thứ đều ok, mà tại sao nó lại bị hư mấy cây này ta? Hư hư đều hết chứ, tại sao nó lại hư có mỗi cây này nè. Hai bên thì bên này còn 64, bên này không.
con xe của anh. Cái người mình ngồi bên này. À, hiểu hiểu. Ok. Hay quá trời. Để biết sao đó cũng hư nè, 42 nè. Lắm. Rồi biết sao đều. Phía trước không lẽ mình đứng đây cái nó nặng. Đúng rồi, em nặng mà. Đây mày, tao lao. Mở ra. Rồi sắp vô đó. Ấu. Rồi bây giờ nói vô đi tiếp thôi. Cuộc sống ghê ơi, nhanh quá. Cuộc sống đơn giản. Cuộc sống nhàn hạ. Rồi vô. Rồi đi. Từ đó mới dừng lại. Ở tính ra từ đây tôi kéo tới cái ga Chablovo các bạn có 5 cây à. Ủa kìa. À quên cắt ga. Đó sao. Đi. Đây, rồi. Hung hung hét cái gì miếng nữa. Lên. Lên được. Ờ, lúc nãy mình cho cái đầu máy của mình đi hơi quá trớn các bạn, xong mình bị fail nhiệm vụ và mình mới nhận ra là cái chỗ mà mình cái chỗ mà mình cần làm nhiệm vụ đó, chính là mình khử Nikolai ở trong rừng này nè. Và mình cần phải giải phóng cho cái lũ hưu. Cái này chạy ẩu ghê á, thấy người ta băng qua đường mong giảm tốc độ với trơn, mém xíu nữa là đi rồi. Có mắt nhìn đường không? Đường sắt của người ta. Ủa đi. Đây là khu vực của thanh niên Nikolai nè. Đây là cây Akashi cấp 8. Còn đây là cái rào của cái đám hưu này. Mắc mớ gì rào tụi nó lại ta rồi tụi nó ăn cái gì? Tụi nó ăn thịt lẫn nhau. Ê mày, ê hơi đắt đó nha. Này cái đường chạy xe ra vô nè. Mà khoan, tại sao anh sử dụng cây súng này để trả tự do cho mấy con hưu? Ủa thì nó có sự cấp 8 để anh dễ nhìn. Nhưng mà anh nhận nó để làm gì? Đi săn đầu con hưu cho ông kia. Rồi bây giờ ông làm cái này ông làm ngược lại. Nghe hơi mâu thuẫn xíu. Mâu thuẫn quá. Cái chỗ này không biết là đông hay là vắng ta. Nhìn thì mình không thấy ai hết trơn á. Không lẽ có mỗi thằng Nikolai nó lại đơn giản quá à, đúng không? Nè nó có mấy khu này để cho mấy con hưu ăn à. Mấy khu này quen quá ha. Nó cực kỳ đơn giản. Rồi xong rồi đó. Xong. Yeah, bây giờ chúng ta thả tự do cho mấy con hưu là xong. Ừ thì thằng Nikolai nó đang đứng nó cầm súng ở bên góc bên này. Nhưng mà xui cái là anh có AK-C cấp 8, anh bắn vô cái nó ngủm mất tiêu luôn rồi. Thì bây giờ nó ngủm rồi đó. Giờ mình thả tự do cho lũ hưu thôi. Bằng cách nào? Bằng cách bắn cái hàng rào. Đi lại gần. Anh nghĩ là phải có cái gì đó chứ. Bấm cái gỡ hết nguyên hàng rào. Bấm cái gỡ hết nguyên hàng rào. À bắn một cái thôi, bắn một cái cho nó có đường cho tự hưu nó đi thôi. Ủa nãy nghe thấy wow. Nãy mình thấy chớp chớp đông lắm mà ta. Ok nó đang chạy kìa, chạy đi. Nè đang chạy dướng viên đạn cái nằm tại chỗ. Rồi ok. À coi như là các bạn lấy súng các bạn bắn vô cái này. Bây giờ nó kêu mình là giao cái antler là cái gì cho một người tên là Andre. Nhung hôn hả? Chạy đi tụi bay. Antler là cái gì ta? Không biết. Ủa đông dữ vậy trời. Đúng rồi Hoàng, Nhung Hu à. Nhung Hu á, cái gạt mà bị rớt á. Nhưng mà rớt. Đây. Không, nó là cái này nè. Rồi. Cầm cái súng. Đi. Trong này có gì không? Không. Ok đi thôi. Ô tính ra nhiệm vụ đơn giản quá ha. Ghé vô. mình vậy tính ra hả, tính ra mình đâu phải là mình giải thoát cho mấy con hưu mà mình đi tới mình cướp cái đầu đó mà. Ừ thì tại vì thanh niên đó là một cái thanh niên gọi là bị cuồng mấy con hưu xong rồi săn gom một đống về làm gì đó thì không biết. Anh biết tại sao không? Sao? Tại vì khi mà thanh niên này gom vậy nè là mấy ông kia không có hưu để săn. Rồi mất đi cái thú vui đi săn hưu đúng không?
đúng rồi. Dùng kiểu tiền. giờ kiểu giờ anh muốn săn không, tôi thả ra con cho anh săn hụt và đưa tiền tôi thả ra thêm con tiếp. Kiểu đó dễ ăn đạn lắm á, kiểu đó dễ ăn đạn lắm á, biết cách làm giàu. Rồi bây giờ tiếp tục cái hành trình khởi động cái đầu máy đi tiếp thôi. Giờ mình còn cách để lên cái đầu máy nó mới hiển thị ra mình còn cách bao nhiêu. Còn cách cái ga Chalovo 1,8 km, 1,8 cây nữa. Rồi đi. Lên đường. Mình đã tới chỗ giao hàng rồi các bạn. Chỗ anh trai này cũng hơi sâu tuốt ở trong rừng á, có đường ra vô luôn nè. Đợi cái đầu máy mình nó giảm tốc độ bớt cái đã. Nhảy xuống luôn đi anh. Anh đây tính nhảy nhưng mà đợi xíu em, từ từ chậm chậm chậm. Chậm một xíu nữa. Nhảy giò. Rồi như này nhảy được rồi, như này xuống được rồi. Được, 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 sao gãy được. Này này coi nè, coi nè. Chụp vậy. Không cảo đi chứ nó cãi, nó giật về dưới kia lận á, đi cái đầu máy lên đây lâu như quỷ. Ờ, vô đây mình có cần phải đấu đá với ai không ta? Không. Ai biết không được. Đó 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 đó. Đó 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 đó. Đó, 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 đó thấy chưa? Ê. Còn con nào nó bị bay. Quà mày biết blast là gì không quà? Vô công hỏi nè, mày mày thấy mấy con chó tao nuôi đẹp không? Cái mình trả lời à, đẹp lắm. Đẹp. Tao bán tụi nó hết rồi. Khi nào tính bằng thịt? Bảo sao? Thanh niên. Ok ok. Ừ, bị cuồng. Bảo sao đây, đây. Kiểu như các bạn, mỗi lúc mà mình làm như thế này nè thì nó sẽ cho mình một cái thông tin để mình cung cấp cho cái bên mình đang hoạt động á. Nhưng mà rõ ràng là nó không có nói cho mình nghe, thành ra bảo sao cái game này nó cứ bị chán chán là như vậy á. Nó không cho mình biết cụ thể á. Vô... kiểu mình như kiểu là thằng thằng đánh thuê thôi chứ mày không cần biết gì hết. Kêu mình làm gì làm đó mà mình cũng không biết được là cụ thể như nào, tại vì cái giao kèo là thằng này nó sẽ được cái đầu con hươu thì nó sẽ cung cấp thông tin cho bên bên của mấy ông này mà không biết cái vẹo gì hết trơn á. Mà trong phim á thường những thằng làm việc giặt như mình hay chết trước á. Đúng rồi, không em, hoặc là về cuối á mày biết quá nhiều, mày đã biết quá nhiều bằng. Thì đó, tiêu. Bây giờ mấy ông này chuẩn bị có một cái buổi họp và cái buổi họp này rất là quan trọng với lại cái chiến dịch lần này đó, và bắt buộc phải nói chung là cái buổi họp đã buộc phải là thành công. Thôi là nó chiến dịch ở cái gì, cái buổi gặp mặt này rất là quan trọng cho tổ chức của chúng ta. Và cái chủ đề chính của bàn bạc là về business, là kiểu kinh doanh của tổ chức. Rồi đi. Bây giờ tới nhà của Alexi và sẽ cung cấp cho mình một số lượng lớn về đạn được các thứ. Vậy là hứa hẹn chuẩn bị có một cái buổi bắn nhau cũng bị xèo rồi các bạn. Hồi nãy mình nhớ mình cách cái ga Chalovo là cây mấy, nhưng mà mình lên mình chạy hồi cái này nó nhảy xuống, nó nhảy xuống 7 cây mấy. Vậy lúc đó có lẽ là 10 cây mấy hả ta? 10 cây mấy mà hoa mắt lái tàu riết hoa mắt nhìn xuống 10 cây mấy. Ừ. Cái hồi nãy là 10 cây 8 mà nó... Hôm nay thì game nó cập nhật nó bị chửi nhiều quá các bạn. Về cái đồng hồ tốc độ này hư quá nhanh nè. Xong rồi cái máy sưởi nè, rồi các bộ phận của cái đầu máy nó hư quá nhanh, bị chửi quá, cho nên là cập nhật giảm bớt cái độ hư hại nó xuống, cũng như là tăng tốc độ lên. Có nghĩa là trong khu vực chạy 60 thì các bạn có thể được chạy dưới 100. Hồi xưa mình chạy 8 máy 9 máy gì nổ. Còn khu vực 40 thì các bạn được chạy dưới 70. Và nếu mà các bạn chạy tốc độ như này thì nó sẽ mau hư mấy cái đồ hơn thôi. Hiện tại mình đang có mấy cái đồ hư nè, phuộc nè. Này đó lẹ nó hư bả luôn rồi, chịu. Đó, bị chửi quá trời luôn các bạn. Đồ nó hư nhanh quá. Tính ra cái đầu máy mấy cái này là từ đầu tới giờ là mình chưa có thay nè. Mình chỉ thay, bữa mình thay cái này. Tính ra mình thay đồ điện nhiều lắm à. Thay đồ điện nhiều với lại cái cắm đầu đi cái piston để thắng lại cái brake cylinder này nè các bạn. Còn lại thì mình chưa thay gì hết trơn á. Này cái dàn này nó cũng muốn hơi hư hư thôi, bị chửi quá cho chửi luôn nè. Cái này sắp hư nè. Ê, đẹp đẹp quá ta. Bên này cũng ok, cái này sắp hư 7%.
10%, 24%. Thấy chuẩn bị đi thay là vừa đó, còn 4 cây 3 nữa. Thấy cục đó thì thay nó dễ. Này với này đúng không? Để mình xách cái đồ lên rồi để vô đây sẵn. Ok. Đó. Mình bấm nhầm các bạn xong rồi nó lại nói tiếp nữa rồi. Một cục. Ok, xong. Còn mấy cái đồ mà mình mới vừa sửa xong á hả? Dục bà nó cho rồi. Này nè. Ê, cái rác bừa bãi. Ủa, có đâu, đi trên đường thì không có xài nó thì lỡ rớt đi. Nó lỡ rớt. Đúng rồi. Đó, nè, thì nó bay theo gió như này chứ ai mà xài rác gì đâu. Rồi đó, xong. Giờ mình còn cách ga Chalovo 3,9 cây nữa. Và nói chung là về sau này mình thấy cũng hết rồi. Chắc là mình sẽ kết thúc cái video Trans-Siberian Railway Simulator ở đây các bạn. Ê, tên off đúng không? Tên off thôi chứ không có hạ. Ê, đẹp á. Ừ, đẹp á. Tên off thôi, khi nào mà nó kêu hạ hai cái kia xuống thì mới hạ. Mà tên off thì cũng đâu có còn điện để xài nó đâu. Để mình dùng cái cây đèn pin. Cây đèn pin này từ hồi đó tới giờ mình chưa bao giờ xài luôn á. Sáng dữ. Vô cái khu vực này thì không có sao, mình thấy mình để cần ga cũng không có liên quan, không bị gì hết trơn các bạn. Chỉ có cái là vô khu vực hạ cái thanh kia xuống thì nhớ hạ. Với lại vô cái khu vực mà nguy hiểm á. Nguy hiểm thì nên quên bật đèn ha. Bật cái đèn lên. Nhìn cái gương nó dơ kinh dị. Ủa. Ê, cái bóng đèn anh nhớ bữa anh thay rồi đúng không? Điện rồi, đâu ra điện. Ờ hả, quên. Sao bên kia nó được bật đèn, cái con bên kia nó mới chạy qua nó được bật đèn, còn con bên mình nó không được bật đèn á. À, mình không được phép, còn nó được phép. Rồi, tên non rồi nè. Tên non đây. Rồi, ok, đó, có đèn rồi nè. Relay lại này trước, xong rồi tới này. Còn mà bật này trước á, này á, xong rồi bắt buộc phải bật thêm cái này nữa. Kinh nghiệm bữa giờ lái tàu của mình đúc kết được nhiêu đó. Rồi bây giờ tiến thẳng tới ga thôi. Mình nghĩ là trên đường này chắc hết rồi. Alexei chắc là phải đi thêm một xíu nữa. Rồi thì hẹn các bạn ở tập sau của The Game Trans-Siberian này nha. Giờ mình chạy vô rồi ngắt cái toa vẫn như cũ đó các bạn, nó không có gì mới đâu. Cho nên là ok, chào các bạn, bye bye.